tiếp tục lên cả anh anh Tuấn. 10 phút 3 con. Bồ đấy, tiếp tục báo cá. Bư rồi sao? Dạ. Đánh hồ trơ rồi đây. Mình không đôi tít. Ôi con nó to lắm mà ta. Anh đi mời đệ mình nè. Anh lấy về anh.
rồi, giờ giờ hoài. Okay. Báo cái một suất, chưa được một suất 3 tiếng cho anh mình. Câu đi kiếm gió nè. Rồi phá lỗ người ta luôn. Ôi ơi. Đất làm đất kia dẻo luôn. Treo người ta nè. Cướp cần. Đánh đi khéo mất cá kìa. Tiếp tục báo cáo cho chú Trinh nha. Cá vào vật thành công.
Tiếp tục báo cả anh em trai nha. Báo ca. Ơ chả phạt phải không? Nay Hồ thả thêm cá cho anh em chơi nhá. Bung dèo. Rồi con bung. Chào, mẹ con chúc con. Có trời cá luôn. Xuống hồ nha anh em. Anh em rảnh tranh thủ ghé chơi hồ nha.